Nay vẫn mang đầy đủ tinh thần như lời thề Hippocrates và vẫn còn nguyên giá trị đối với những người thầy thuốc Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý thầy cô, các tân bác sĩ và tân sinh viên, chúng tôi mong muốn ngay từ ngày đầu theo học y thuật thì sinh viên y khoa chúng ta phải hiểu được trách nhiệm của mình đối với nghề nghiệp đặc biệt này. Các em phải được tự hào về những vinh danh mà xã hội dành cho các em nếu các em trở thành thầy thuốc. Đồng thời các em được tuyên thệ lời thầy y khoa để có hướng rèn luyện, tu dưỡng, hướng đến các giá trị tài đức mà một bác sĩ chân chính cần phải đạt được. Với ý nghĩa cao cả trên, chúng tôi tuyên bố khai mạc buổi lễ tuyên thệ sinh viên y khoa Trường Đại học Võ Trường Toản. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý thầy cô cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Đại học Võ Trường Toản, các tân bác sĩ và tân sinh viên y khoa một sức khỏe dồi dào và gặt hái được nhiều thành tích trong thời gian tới. Xin trân trọng kính chào. Xin chân thành cảm ơn thầy. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn tân bác sĩ, tân sinh viên thân mến. Sau đây là nghi thức khoác lên mình các tân bác sĩ chiếc áo blue trắng. Chiếc áo sẽ gắn liền với các bạn trong suốt cuộc đời. Chiếc áo blue trắng từ lâu đã trở thành một biểu tượng của ngành y học hiện đại. Nó thể hiện sự thanh cao, trong sạch của người thầy thuốc, đồng thời khiến cho người bệnh cảm thấy thoải mái và tin tưởng hơn với người đang chữa trị cho mình. Và sau đây, xin mời các tân bác sĩ đứng lên chuẩn bị trao lại chiếc áo blue với cầu vai xanh cho thế hệ đàn em nối bước. Nhà trường sẽ trao cho các bạn chiếc áo blue chính thức của người bác sĩ để các bạn bước vào trách nhiệm mới, trách nhiệm của người thầy thuốc. Xin cảm ơn các bạn. Và hôm nay, những thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, những bậc tiền bối đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển ngành y học Việt Nam. Các thầy cô đại diện cho thế hệ đi trước sẽ gửi gắm niềm tin, khát khao cống hiến cho ngành vào chiếc áo blue và trao lại cho các bạn. Mong rằng khi khoác lên mình chiếc áo đầy tự hào ấy, các bạn sẽ có thêm động lực, quyết tâm kế thừa phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã đạt được để các bạn tiến xa hơn, thành công hơn trên con đường tương lai mà mình đã chọn. Và sau đây xin trân trọng kính mời ban giám hiệu cùng tiến về lễ đài để chuẩn bị nghi thức khoác áo và trao áo cho các tân bác sĩ. Xin trân trọng kính mời các thầy ạ. Mời các tân bác sĩ tiến lên lễ đài để thực hiện nghi lễ trao áo. Thank you.
sau đây xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Thầy Thuốc Nhân dân Trương Văn Việt ra hiệu lệnh khoác áo cho các tân bác sĩ. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý phụ huynh, kính thưa quý vị đại biểu, các em thân mến, hôm nay trong buổi lễ rất trang nghiêm, long trọng và đầy ý nghĩa này, tôi xin được phép ban giám hiệu tuyên bố các em sinh viên 6 năm trước đã chọn đại học của trường Toản làm nơi chuẩn bị hành trang vào đời cho mình, nay đã thành công. Các em là tấm gương trực tiếp cho thế hệ trẻ, một lát nữa cũng sẽ được nhận áo, cũng được khoác áo. Nhưng ý nghĩa có khác. Thầy xin tuyên bố các em được phép và từ giờ phút này khoác lên mình chiếc áo vinh dự của ngành y, chiếc áo trách nhiệm, chiếc áo của lòng tin của nhân dân đối với các em. Chúc các em thành công. Cảm ơn các thầy, cảm ơn các bạn sinh viên, mời các bạn về vị trí an toàn. Xin mời các thầy chúng ta nán lại để tiếp tục thực hiện nghi lễ trao áo cho tân sinh viên. Tiếp theo xin mời các bạn tân sinh viên chúng ta tiến về lễ đài để nhận áo từ ban giám hiệu nhà trường.